Cái ba lô tôi quận đâu nhỉ? Ôi. Ôi. Hổ mang cái tưởng. Ôi. 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 Hai con. Con rắn gì ạ? Con này khác người này. Ôi trời ơi. Chồng nhưng mà đây nhìn con to thôi chứ không phải con bé này. Chắc con trong được lúc bấy là chứ. Ai giờ? Ai giờ? Ôi trời ơi. Con này đầu luôn. Đầu đéo. Con đấy nguy hiểm nhỉ. Đầu luôn kiểu gì kia thế. Mà hai con này khác nhau thì ở với nhau là sao? Chắc con kia kìa, cái con to kia lúc ấy nó chạy vào đây này. Ui ôi. Này. Ai chả con này? Rắn khác. Thế kia con kia nó chạy vào hang của con đâu vậy? Con này. Ôi. Mắt nó con này chắc chắn là con này nó sẽ không ra không vậy? Con này hình như nó đang mờ này, khả năng nó không ra đâu. Con này ạ. Rắn gì? Rắn này là rắn gì? Tôi chẳng biết con này con rắn gì nhưng mà con này nó đang mờ lên, chắc chắn nó sẽ không ra khỏi hang. Chắc con kia nó bị mình đuổi luôn. Cái con kia lúc đó nhìn con to kìa kìa. Con rắn này, rắn này nó khác lắm. Tôi thấy, tôi chẳng nhìn thấy ra. Ôi! Ai? Mày bị nhìn đuổi nó mà. Đuổi nó đéo này. Đuổi nó đéo như đầu này. Nó màu kiểu như màu gạch non ạ. Kỳ này. Nhưng mà ngoài bảo là nó chả nhìn thấy, chỉ nhìn thấy cái gì đấy, nó chả đớp là gì đấy. Không, nhưng mà cái giống rắn nó mờ là nó không đi ra khỏi hang. Tôi nói là như thế. Thôi nhá. Nhưng mà rắn này lạ quá, tôi chả thấy bao giờ. Đúng, kinh khủng luôn. Liệu này rắn này có độc không? Ngoài lại gần, ai biết đó. Ngoài lại gần nó. Tốt nhất là cứ cẩn thận, đừng có đúc nó vào. Thôi đừng có ấy, nhỡ cái là nguy hiểm. Còn trong kia thì có độc chắc chắn rồi kìa. Đặt thấp xuống. Rắn phải cứ đùa đâu. Cứ đây. Con này để riêng ra. Để riêng. Hay là cứ để chung. Ôi. Đấy rồi. Ai dạ. Đấy mới là con rắn lúc ấy chạy đấy. Con là hổ mang ngoại. Con là hổ mang ngoại. Đúng rồi. Ui. Cứu!
Ôi ôi. Bắt con to kia chưa chưa nào, bắt con to kia chưa chẳng nó mất kìa. Bắt con chưa? Con này cần gì bỏ. Nhiều loại rắn cơ. Ui. Đi 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 nó tóm đấy. Đấy lúc mới nó chạy bầm bầm thế thì đuổi cho nó được. Ui ui. Ui. Đừng quay chạy mất rồi nha. Để con quay lại bắt con kia. Ôi 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 ôi. Đi đâu, đừng để chạy mất. Ủa. Ủa, chạy đâu rồi, đuổi chạy mất kìa. Nhưng mà nào đây con ôi, con này có rắn chết này. Trong này còn còn quá. À, còn sống. Ui, con rắn kia là hai đầu bằng nhau. Hai đầu bằng nhau luôn con rắn đấy. Thằng này ác kìa. Cái con rắn kia nó cho vào cái cải đấy kìa. Bắt con nào chứ. Đấy. Đấy chắc. Ai dạ ơi. Ôi. Đây này. Con này rắn gì nhỉ? Chả biết nhưng mà rắn đấy nó cũng như con rắn mình vừa bắt ra ở đây này. Như nhau nhưng mà nó khác nhau cái đầu thôi. Đây này. Nó rất giống con này nhá. Trời. Đây này. Ai dạ? Đây. Nhưng nó khác nhau cái đuôi. Ai? Cắn nhau sao? Cắn nhau nó vào. Nó vào trong này, nó cắn nhau. Ừ. Ui. Ui. Cho nó vào đây. Cho nó vào đây. Đoạn này không rời được không? À, con rắn này. Hai con này giống nhau này. Y xì luôn. Bụng hai con rắn như nhau luôn. Một con rắn kia khác. Đây là hai con này nó kia. Cùng nhau đột biến đây này nhìn đấy. Con này con kia đấy giống nhau xem mà bụng ông xem. Nhìn y như nhau luôn. Con này. Ôi trời. Ừ. Mẹ trong này còn con rắn đen vàng đúng không ạ? Ừ, con đấy là khác rồi. Đưa. Đưa. Nhưng mà trong này còn con đen vàng nữa. Đây này. Đây. Nhưng mà tại sao lại nó ở lung tung thế này? Ai biết được như chúng nó. Con hổ ba kia mới vào kìa. Ai con này. Ôi à, con này đang lột vậy. Rắn mờ. Con đầu tiên ông đổ mờ con đang, này lột thì... Con này đang lột đây. Đấy đây, đang lột. Đấy, da nó còn đang vọng bong đây đây. Đấy, không. Nhưng mà con rắn này là to đấy. Dòng này như thế là to đấy. Mỗi khi đi gặp bé tí thôi. Mà chỉ ra vào bờ với bờ đêm rắn này ngày nó. Nhưng nhìn thấy mặt trời là nó chả chạy mà. Con này như này. Ê, nó chả chạy đâu, ông thao hồ kìa. Rắn này ngày nó cứ bốc đầu á. Ai, nó cứ rúc xuống vậy. Rắn này mùa con này hay thế chứ. Rắn kia mặt trời mà. Con này rúc, đầu nó cứ rúc xuống. Rắn này người ta hay còn gọi là rắn ma là thế, rắn về đêm. Rắn này không bao giờ ngày chạy chứ. Nó để đâu thế, nó cứ rúc đầu á. Nó cứ rúi nó xấu hổ. Rắn này nhưng mà độc lắm, cái loại này. Tên nó là rắn xấu hổ không ạ? Rắn này là gọi là rắn Việt Cộng. Ơi, ai cứ bảo nó chạy. Không chạy. Đây. Không chạy đâu. Ơi. Con nó động nó thế thôi chứ cứ bảo chạy. Nó chạy đấy. Chạy đi. Tới nó gấp đầu nó lại mà. Trời nó cứ ngoáy ngoáy xong nó lại rút không ạ? Cái loài này tôi bắt nhiều tôi biết rồi. Chưa. Thao hồ, ngày không bao giờ động đến bao mà chạy cả mà nó cắn kiếc gì cả. Chỉ vậy ban đêm mới cắn. Ban ngày nó cứ dúi đầu xuống, gấp vào. Nên là không bao giờ ban ngày nhìn thấy con rắn này. Nó giả kính bên ngoài cả. Riêng rắn này ngày thì vô tư đi. Ông thảo quá. Đào xem con ngách nhà nó. Mà mấy con rắn này bé quá. Cũng giống nhau. Có con hổ mang lúc bị dồn kia là to kìa. Hổ mang to anh ơi. To mà. Tôi tưởng rắn trâu. Nhanh. Hôm qua lúc đi về mẹ lắp tê thả trâu mẹ nó bảo. Xong cái đường này vào mẹ nó hay gặp rắn mẹ đúng vào đây mẹ. Gặp mà luôn. Đấy nó nhát nên là rắn bé nó bỏ to. Tùng mẹ rồi. Tùng mẹ. Thế rồi chưa? Được mỗi con này có giá trị rồi này. Con này này con mình dồn rồi này. Ai biết con nào giá trị. Hai con này về mẹ con này. Gọi là rắn tạp. Úi, bụng nó cười lắm.
đưa ra cho cậu xuống dưới kia chứ.